Ngày 10 tháng 10, Liên Hợp Quốc cho biết quân đội Israel nổ súng tấn công sở chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Liban, khiến hai binh sĩ bị thương. Đây không phải lần đầu tiên sở chỉ huy này bị quân đội Israel tấn công. Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFI ngày 10 tháng 10 ra thông báo cho biết, đài quan sát tại trụ sở của họ trúng đạn từ xe tăng Mekava của lực lượng phòng vệ Israel IDF khiến hai binh sĩ bị thương và phải nằm viện, song không nghiêm trọng. Một phát ngôn viên UNIFI cho biết, những người bị thương là binh sĩ Indonesia, một trong các quốc gia chủ chốt đóng góp nhân sự cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liban. Trước đó, IDF cho biết, các binh sĩ Israel triển khai chiến dịch tại thành phố Nakura, cạnh căn cứ của UNIFI. Theo truyền thông Israel, thông báo của IDF có thể được xem là sự xác nhận của lực lượng này về việc xe tăng Israel đã khai hỏa vào căn cứ của UNIFI, khiến hai nhân viên bị thương. UNIFI cho biết Quân đội Israel còn bắn trúng lối vào Bongke, nơi quân nhân lực lượng gìn giữ hòa bình trú ẩn, làm hư hại các phương tiện và hệ thống liên lạc. Một phương tiện bay không người lái của Israel bay vào trụ sở của UNIFI với lối vào Bongke. Theo UNIFI, trụ sở và các vị trí của họ gần đó từng nhiều lần bị tấn công. Lực lượng này cho biết lính Israel ngày 9 tháng 10 cố tình bắn và vô hiệu hóa một số camera giám sát của họ.